Nào, bài bài này nhé. Thì chúng ta thực hiện việc là sử dụng join này, sử dụng phương thức join của gì? Của thread. Đấy chứ nhỉ? Sử dụng phương thức join của thread. Cụ thể là ở đây chúng ta sẽ làm cái bài này. Tạo lớp này nhỉ? Tạo hai cái lớp thread nhỉ? Sau đó viết run của outthread nhá, để xuất các số lẻ từ 1 đến 10 và các số xuất ra gì cách nhau 10 mili giây nhá. Nào thì bây giờ ta tập ta làm đúng nhỉ? Như vậy ta sẽ phải tạo một dự án mới. Thì các bạn tạo một dự án mới. Sau khi tạo một dự án mới rồi. Đây, yêu cầu của nó đây đúng nhỉ? Ta sẽ làm cái bài này. Ok. Tức là chúng ta sẽ sử dụng cái thread đúng nhỉ? Nào, đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện việc là tạo một dự án mới. Đây là tạo dự án mới xong này. Thì nó có hình ảnh như thế này. Sau đó chúng ta thực hiện cái việc là chúng ta tạo một cái class nhé. Đây, ta làm này. Bấm phải chuột đây, chọn gì? New gì? New Java class. Bạn ghi là gì? Outthread nhá. Yeah. Thì chúng ta sẽ gì? Có hai cách, bạn là extend từ gì? Từ thread hoặc bạn implement từ đâu các bạn? Run gì? Runable nhỉ? Khi mà implement từ runable thì bạn phải gì? Override cái phương thức này nhỉ? Đấy. Rồi. Nào, phương thức này làm gì các bạn? Quay trở về đây là viết run của outthread sau đó xuất các số lẻ từ 1 đến 10 nhỉ? Xuất số lẻ từ 1 đến 10. Vậy ta làm cái gì các bạn? For gì? In gì? Y bằng bằng gì? Bằng 1 đấy. Y nhỏ hơn gì? Bằng 10 đúng không? Y gì? Cộng cộng. Được chưa? Số lẻ thì sao các bạn? Số lẻ sao các bạn? Nào, đầu tiên ta in ra nhỉ? Đúng chưa? Chỉ có số lẻ thôi, vậy ta có system này .out.print đúng nhỉ? Ta ghi cái gì đấy? Số gì? Số này nối với gì? Nối với y nhỉ? Sau đó chúng ta phải ngủ bao nhiêu? 10 mili giây nhỉ? Đúng chưa các bạn? Ngủ 10 mili giây đúng không? Chấm gì? Sleep 10 mili giây đúng không? 10 mili giây nhỉ. Ok. Thì cái việc ngủ này nó yêu cầu nó là gì? Chọn gì? Try gì? Try cat đúng các bạn. Các bạn không cần ghi hết nhá. Try cat này, ngủ trong 10 mili giây. Sau khi ngủ xong các bạn làm gì các bạn? Y cộng gì? Y cộng gì? Cộng với 1 đúng nhỉ? Như vậy bạn cần phải khai báo như thế này. Y cộng cộng. Đúng nhỉ? Thế trường hợp này thì nó sẽ in ra cho bạn. Cộng bằng 2 đi. Được chưa nhỉ? Đấy, như vậy là chúng ta đã như vậy là 1 sẽ 3 sẽ 5 7 9 đúng không? 1 3 5 7 9. Nào, bây giờ để thực hiện cái việc này thì chúng ta vào đây nhỉ. Yeah. Chúng ta tạo gì các bạn? Nha. Yeah. Thơ gì? Thread. T1 bằng gì đấy? New gì? New thread. Sao lại new gì các bạn? New gì nhỉ? Âu gì? Đúng chưa? Đúng các bạn. Nó giống như đây này, giống như các bạn làm ở đây này đúng không? Các bạn chắc các bạn còn nhớ cái bài hôm trước đúng không?
Đây như này này đúng chưa? Ok. Đúng chưa? Nếu bạn còn nhớ cái bài hôm trước ấy, thì chúng ta đây này, kiểu như là cách chúng ta dùng sẽ phải có hai lần gì? Hai lần new đúng chưa? Đúng chưa? Phải có hai lần new này này. Đây này. Dạ. Đấy. Thế chúng ta sẽ có rồi chấm phẩy. Được chưa? Nào. Bây giờ chúng ta sẽ có T1 chấm gì đấy? Start. Nhỉ? Các bạn chạy thử nhá. Run này. Đấy, 1 này, 4 7 10 à? Không đúng rồi, đúng không? Chúng ta phải ghi là gì đấy? Chúng ta phải ghi là 1 cộng 1 thôi đúng không? Thử xem có đúng không nhá. Run file này. 1 3 5 7 9 đúng như nhỉ? Đúng nhá. Như vậy đúng rồi. Ok. Đấy là xong ý thứ nhất là chúng ta thực hiện cái việc đây, xong ý thứ nhất là ta thực hiện cái việc này. Viết run. Bây giờ viết run của event thread sao cho xuất các số lẻ từ 1 đến 10, các số xuất ra cách nhau gì? 15 gì? 15 mili-giây nhỉ. Như vậy rất đơn giản. Các bạn lại làm thao tác là gì? Copy toàn bộ cái này đúng không? Đây copy cái đoạn này, cái đoạn for này này. Cái đường C. Như vậy tạo thêm một cái nữa là gì? Là gì? Event thread. Nhỉ. Rồi, bạn sẽ implement cái gì các bạn? Run gì? Runnable. Rồi, chúng ta sẽ phải thực hiện cái việc cái này. Rồi, bạn đưa về vào đây. Ok. Nhưng chỗ này bạn sửa cái gì các bạn? Là gì? Mười mấy? 15. Đúng này không? Bây giờ thầy sẽ bỏ này để phân biệt nhé. Bỏ cái số này đi này. Để cho nó phân biệt này. Đấy. Rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái việc là ta gọi thì ta sẽ có cái gì đây các bạn? Ta có gì? T2 chấm gì? Start. À chưa được. Chúng ta phải có gì nữa? Red. T2 bằng gì? New thread. Sao lại new gì các bạn? New event gì? Rồi. Và ta có T2 chấm gì? Start. Đấy là hôm trước ta làm như này đúng không? Bây giờ nó in ra, các bạn chạy xem nó in ra cái gì nhá. Run file này. Nó sẽ ra rất nhiều thứ lằng nhằng đúng không? Nó ra cả hai số bởi vì nó chạy đồng thời. Nhưng bây giờ ta sử dụng phương thức join, tức là cái ý số 3. Tức là gì? Tạo lớp này nhỉ? Sử dụng join để xuất các số lẻ trước rồi mới đến các số chẵn. Ố, sao đây lại có số nào chẵn không nhỉ? Đây. Ờ, thế thì tức là ý là nó muốn xuất cái số lẻ đầu tiên. Rồi, như vậy ta sẽ làm như thế này. Như vậy ta sẽ có gì? T1 chấm gì? T1 chấm join. Nhỉ? Thì T1 xong sẽ đến gì? T gì? T2. Rồi, run này. Đấy, như vậy nó in T1 xong gì? Nó mới đến gì? T2. Có đúng không? Còn nếu như không có cái hàm join này sao các bạn? Nó in gì? Đồng gì? Thời, đúng không các bạn? Đúng chưa? Như vậy là chúng ta hiểu rằng là nó làm như vậy là chúng ta cái hàm join ý nghĩa của nó là như vậy nhé các bạn nhé. Ok. Vậy là chúng ta đã vừa học cách sử dụng gì? Cái phương thức join của thread. Đây chính là cái yêu cầu của nó này. Xong bài này nhé.